Xin chào các bạn đã đến với kênh máy chiếc nước cổ tại Phúc Vinh. Hôm nay mình xin giới thiệu tiếp phần căn chỉnh của máy bào hai mặt Quốc Tech được nhập khẩu và cung cấp tại công ty đại Phúc Vinh. Mình xin giới thiệu các bạn, đây là điều chỉnh độ dày bào của trục thấm, trục đầu ấy, trục ở dưới. Chúng ta quay qua bên phải là ăn ít, bên trái là ăn nhiều. Còn đây là hiển thị độ dày chúng ta đang bào. Cứ một vạch này nó sẽ là 1 mm. Còn đây là chúng ta điều chỉnh cái bàn đè của phôi đây, nhưng mà có đè nặng hay là đè nhẹ đây. Đây là phần bơm nhớt chúng ta, đây là bơm nhớt bằng tay khi chúng ta lên xuống bàn để bơm nhớt cho các cái rãnh mang cá đây. Nhớt máy sẽ trơn tru hơn. Còn đây là chúng ta điều chỉnh tăng sên cho máy. Chúng ta lấy cái lục giác 10 chúng ta mở ra và chúng ta tăng sên lại. Khi mà sên nó trùng nên chua băng tải nó không đều. Đây là bộ phận bơm nhớt tự động cho băng truyền. Khi nó về đến vạch min là chúng ta phải thêm nhớt vào cho máy để máy được hoạt động. Tại vì nó sẽ quá qua cái phao cơ đây. Máy sẽ tự động nó bơm nhớt là khoảng 2 phút là nó sẽ bơm một lần cho chúng ta. Đây là khống chế chiều làm việc của chiều phôi mỏng nhất của máy. Nó sẽ khống chế vào đây. Khi chúng ta hạ bàn xuống nó đụng con này thì nó sẽ không làm việc được nữa, bàn không thể xuống được. Còn đây là chiều khống chế chiều cao của bàn làm việc, đây khống chế chiều dày và khống chế chiều mỏng. Đây là hành trình an toàn khi chúng ta tháo cái cặp tay này ra để chúng ta kiểm tra lưỡi hay là thay lưỡi dao thì máy sẽ mất điện. Đó, độ an toàn cho chúng ta. Khi chúng ta lắp lại chúng ta phải lắp cho nó để chúng ta kịch qua đây để nó tác động vào con hành trình. Còn đây là hai con hành trình khống chế chiều cao của phôi. Khi hai cái hành trình này tác động thì máy sẽ không xuống được, nó mà nó chỉ có thể lên để chúng ta lấy phôi ra. Và chúng ta sẽ có các cái đầu bơm mở và chúng ta nên thường xuyên bơm cho các cái đầu dao đây để tăng tuổi thọ của trục dao lên.